Điện mặt trời shop solar xin chào tất cả anh em. Đấy, hôm nay bên em về lô đèn pin chiếu xa từ 800m đến 1000m, rọi cực kỳ sáng luôn. Đấy. Và nó của thương hiệu nào thì trong video em sẽ giới thiệu cho các bác. Đấy, thì đối với chiếc đèn pin này thì nó có một bộ sạc. Anh em này, anh em nhìn này, bộ sạc này để cho sạc đèn pin nhé. Bộ sạc này là bộ sạc nhanh anh em. Đấy, bộ sạc nhanh luôn. Đấy, như vậy là anh em mà muốn sạc nhanh ấy, thì anh em cắm chỉ độ 15-20 phút là anh em đã sử dụng được rất lâu rồi. Thương hiệu Raybow. Đấy, xem sản phẩm nó có những cái gì nào. Đây, một cái dây đeo. Anh em mà muốn đeo vào người thì anh em sử dụng cái dây này. Anh em chỉ việc móc vào cái đai của nó là được. Đây, ở đây nó có hai cái khuyết này. Anh em móc vào đây. Đấy, móc vào nhá, để anh em đeo vào người. Đấy, đi rừng đi biển rất là hay. Loại này mà đi rừng đi biển hoặc anh em làm ao ấy. Anh em làm ao, anh em trông ao ấy, sử dụng cái đèn này rất là hợp lý đấy. Đây, anh em có thể nhìn về cái thông số của nó nhá. Model là RB3001. Đây là model của nó nhá. Đây toàn tiếng Nhật, dịch khó lắm các bạn, chả biết dịch. Tiếng Nhật em đã học đâu, rốt lắm. Đấy, Akira này. Chiếu xa made in này, made in Japan này. Đấy, made in Japan. Và nó chiếu xa là từ 800 đến 1000m. Đấy, thì đối với cái loại này thì em sẽ tí nữa sẽ test thực tế luôn. Đấy, ra test thực tế luôn cho các bác xem. Và cái độ chiếu sáng của nó như thế nào anh em nhé. Cái độ chiếu sáng của nó như thế nào. Đấy, thì đối với cái loại này 800 đến 1000m này thì anh em sử dụng đi rừng, đi biển hoặc là các bác ở trang trại dùng cái này rất là hợp lý. Sáng rọi một một luôn. Ở đây nó có một cái gen ở phía dưới này. Đấy, nếu như anh em nào mà muốn để yên một chỗ ấy, anh em có thể làm thiết kế một cái gen, anh em xoáy vào đây, lấy một cái ốc ấy, anh em xoáy vào đây, sau đó cố định để một chỗ để đứng. Đấy, rất là tiện. Ở phía sau của nó đây, đây là thông số ở phía sau. Đấy, đây là mặt trước. Đấy, túi bóng này, túi bóng còn nguyên đấy nhỉ. Đấy, túi bóng có một lớp túi bóng để bảo vệ mặt. Anh em nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái, anh em nhận hàng anh em test thử kiểm tra thoải mái. Con này đặc biệt là nó sạc rất nhanh. Đấy, thời gian của nó là từ 6 đến 8 giờ anh em ạ. Đấy, bật lên để anh em nhìn như một vầng trăng. Như một vầng trăng. Tí nữa em sẽ ra ngoài test thực tế luôn cho các bác xem. Đấy, cực kỳ sáng, nó có hai nấc sáng anh em nhé. Nấc sáng vừa và nấc sáng cực mạnh. Đây là nấc sáng cực mạnh anh em. Rọi chói luôn. Soi rõ một một. Đấy, soi rõ một một. Một cái bịch kia thì nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Cái bịch kia là cái máy cái ấy anh em ạ. Cái bịch kia là cái bơm. Cái bơm ô tô, bơm xe máy. Đấy, dẫn bằng chân. Cũng của thằng Nhật. Đấy, anh em nhìn cái độ sáng. Đây là test trong nhà nhé, tí nữa em sẽ ra thực tế ngoài ở ngoài sông để test cho anh em xem. Đấy, ở đây nó có một cái nắp để bảo vệ này, không bị mưa vào này. Anh em đi trời mưa thoải mái nhé. Đấy, lỗ sạc anh em cắm cái sạc vào đây. Đấy, anh em muốn sạc anh em sạc cắm cái cục sạc này vào đoạn này là xong, anh em bịt lại, đi thời tiết mưa gió thoải mái luôn. Cái này nó chống mưa, không bao giờ vào được. Đấy, ở đây em thử bóc một cái bơm xem. Một cái bơm của thằng Nhật. Bơm này là bơm
bơm bằng chân anh em, hoặc là bằng tay cũng được. Anh em nào mà sử dụng ô tô xe máy thì anh em trang bị một cái này rất là hay. Đây, tháo xong cái bơm nhé. Đấy, ngon phết các bạn. Ở đây nó có một cái đồng hồ để báo cho các bác là cái bơm đang được bao nhiêu. Đấy, công suất bao nhiêu, là ví dụ 4 bánh anh em bơm ô tô 4 bánh, anh em đo lên nó khoảng 40 chẳng hạn, thì là 4 bánh phải cân nhau thì nó báo lên đồng hồ. Đây, Made in Japan, nó có hai cái ống xi lanh, hai ống xi lanh. Đây đồng hồ nhá, hay phết các bạn. Đấy, cái này nó đang bị lỏng, xoáy cái đồng hồ là xong. Đây nó có hai cái ống xi lanh anh em, hai ống xi lanh. Nó có một cái kiểu dạng như trợ lực ấy. Anh em bơm rất là nhẹ nhàng. Đấy, anh em có thể ngắm qua về cái bơm này, rất là tiện lợi. Anh em để trên ô tô hoặc là anh em trang bị cho gia đình, bơm rất là tiện. Đấy, thì ở đây nó có một cái lẫy này, có một cái lẫy ở phía bên cạnh, nếu như anh em bóp mở thế này là không mở được nhá. Đấy, mà phải sử dụng cái tay, anh em gảy cái lẫy phát là xong. Đấy, cái lẫy nhá, anh em mở. Đấy, mở ra phát là xong. Thì anh em chỉ việc dận chân thôi. Đấy, dận như thế này. Đấy, thế là nó bơm. Đấy, rất là ngon lành, bơm rất là nhẹ anh em ạ, sử dụng bằng tay mà bơm rất là đơn giản. Đây, ở đây nó có mấy cái đầu cút phụ, thì anh em muốn bơm bóng hoặc là bơm các thể loại khác thì anh em bấm vào đây, ấn vào đây để anh em sử dụng nha. Đấy, sử dụng ấn như này. Đây là mấy cái cút phụ này. Đấy, còn cút chính kia thì chủ yếu là bơm ô tô và bơm xe máy thôi. Đấy, đây anh em về anh em muốn sử dụng thì theo cái mục đích thì anh em dùng sau. Đấy, đây ví dụ bơm bóng, anh em bơm bóng thì anh em sử dụng cái kim bơm bóng. Đấy, tháo ra để lắp vào nhá, bơm rất là nhẹ. Rồi bây giờ thì anh em bơm là phải nhớ phải gập cái này xuống nhá. Đấy, bơm rất nhẹ. Em ấn bằng tay cũng ấn được. Đấy, ra hơi rất mạnh. Đấy, rồi ở đây nó được trang bị hai cái ống xi lanh, nó trợ lực rất nhẹ luôn. Đấy, bây giờ thì xin phép các bác nhé, em sẽ ra test thực tế luôn cho các bác về cái đèn pin. Xin chào các bác. Đây, em test thực tế luôn cho các bác chiếc đèn pin nhé. Đấy, rất sáng luôn, nó có hai chế độ sáng. Đấy, sáng trưng luôn, nhìn rõ một một luôn. Đấy, đoạn kia là xa khoảng 100 mét, em sẽ đi xuống dưới này. Đây, anh em này, chỗ này cách xa khoảng 300 mét nhé, dưới có một cái thuyền này. Em đang đứng ở dưới sông, có một cái thuyền này, có một cái thuyền cách khoảng 300 mét. Đấy, chỗ kia đấy, khoảng 500 mét anh em nhé, 500 mét dọi 1-1 luôn. Đấy, rõ 1-1, cực kỳ sáng anh em ạ. Cái này nó dọi xa là từ 800 đến 1000 mét. Quay lại, ui ồ, ma sao, soi lại, ui ồ, vừa mới đây xong anh em, người vừa đây xong không thấy đâu,
Vừa soi thấy đúng không các bác? Ủa, kéo gặp ma các bác. Lạnh hết cả gáy anh em ạ. Thôi em đi về đây, sợ quá.